Dạ, kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý cô chú trên kênh ha. Hôm nay thì con tiếp tục ghé lại vườn của anh Kiệt, bonsai trời lá mít. Đó, khung cảnh quen thuộc ha chú, người cũng quen thuộc luôn. Thì con mời chú cùng xem một clip mới với con. Hôm nay ảnh cũng có một số cây giá rẻ, khá đẹp, độc đáo ha, để giao lưu. Thì con mời chú cùng bước vào bên trong gặp lại anh Kiệt để mình lựa chọn cho mình những cây ưng ý nhất nha. Rồi, em chào anh Kiệt ơi. Xin chào quý cô chú, anh chị em, cô bác Trần Kha ha. Hôm nay đến với kênh Lộc Tỉnh Miền Tây thì Kiệt cũng giới thiệu cho quý cô chú cũng như thường khi thì đa dạng chủng loại cây này để dành cuối clip. Dạ. Cây mai chiếu thủy anh hả? Chiếu thủy chung lá bầu. Rồi. Món ăn đặc sản của quê hương Vũng Liêm, quê hương bác Võ Văn Kiệt. Rồi, đầu clip hôm nay. Đầu clip hôm nay thì Kiệt sẽ lên cho quý cô chú mình là một cây, cái này là nó là một cây da xanh nó lớn nè quý cô chú. Da xanh nó lớn anh hả? Nhưng mà nó được thuần rồi, giờ nó nhỏ lại cũng như là cây lá kim vậy đó. Giống như cây lá chung luôn anh hả? Ờ, đúng lá rồi. Nó rất là nhỏ lại luôn. Nhưng mà nó bông nó thì quá tuyệt vời ha. Dạ. Cái này thì đặc biệt của nó thì nó có hai cái lỗ lũa ở đây. Nó cũng vừa lúc xuống ngóng lóng tay thôi nha quý cô chú. Dạ. Nó lũ lũa do mặt cắt hồi xưa ông chủ cây người ta làm không vệ sinh không sạch. Một cây phơm tàn thiên nhiên anh ha. Đúng phơm rồi. Đa thiên nhiên. Rồi, đó giúp em luôn. Rồi, giờ chị vào thông số ha. Chiều cao nó là đúng 80. Tổng cái bệ nó là 60. Xuống dưới đây cổ rễ nó là 72, cổ đế. Tuyệt đo một cái thân chủ. Một thân chủ nó là được 30 ha. Dạ. Thân bên đây thì bằng cổ tay. Ba thân tam tài cũng rất là đẹp nha quý ông chú. Dạ rồi. À, đặc biệt luôn nha chú, lá nó rút nhỏ lại rất nhỏ. Lá nhỏ. Y gan lá chung luôn á, mà cây này là cây lá lớn nha quý cô chú. Cây này là cây lá lớn da xanh, nhưng mà cây nó đã già như vậy rồi thì nó mục lũa nó không có nữa đâu. Nó chỉ bọng nhiêu đây thôi. Dạ rồi. Nhiều đây. Rồi, cây số 1 này là Kiệt xin giao lưu là 1.700.000. Bao gồm cả phí ship nha quý cô chú. Cây này đóng cái thùng to lắm quý cô chú ơi. Cây này đóng hai cái thùng to chứ không phải một thùng. Hai thùng anh ha. Chỉ cần hết ép được à. Rồi, tiếp theo là Kiệt sẽ lên cây số 2, một em lộc. Em lộc này thì Kiệt có hai cây giống nhau quý chú, nằm đấu luôn. Nằm đấu luôn anh ha. Ừ. À, nghênh chiến anh ha. Đúng rồi, cặp này rất là xứng nè. Để Kiệt lên cho quý cô chú mình xem ha. Yeah. Rồi, cây lộc vườn số 2. Giống như hàng thú đang lên chiến. Cây này thì lộc vườn đỏ thân nha quý cô chú. Đỏ lá nhỏ. Rồi, Kiệt đo chiều cao của cái thân này là 30. Cái hoành cổ của nó ngay chỗ này là 15. Cái nguyên cái mịn thú là 44. Cái này cái dàn chân đẹp luôn. Cái dàn chân nó như vậy là Kiệt hạo gì thôi là 58 ha. Dàn chân này đặc lên ha. Dàn chân đây nó có bỏ một cái chân dặm rất là đẹp. Hồi con kia cũng vậy. Rồi, mã số 2, nhiêu đây? Mã số 2 là Kiệt bán là 700.000. 700. Dạ. Rồi. Đây, tiếp đây. Con nãy giọng dí ha, con này về giọng phá. Con này thì nó hơi to hơn. Cái đầu nó hơi ngóc lên hơn. Dạ, mà hai con này quý cô chú mình để là hai con nó đấu như vậy nè. Con dạ. Kia nó đấu quay cho lại, hai con nó quay mặt rất là duyên. Nếu cô chú nào chơi được hai con thì rất là đẹp. Rồi Kiệt đo cây số 3 là chiều cao nó 32. Hoành thân nó là 19. Tổng cái mình nó như vậy 43. Còn cái bệ đế nó như vậy nè 80 ha. Dạ rồi. Rồi cây số 3. Cây số 3 này nó hơi nhỉnh hơn. Cho nên là giá nó là 800 nè. 800 anh ha. Cũ chân đế đẹp nha chú. Cây này với cây kia là nhỉnh hơn nhiều á anh. Một em con đực con cái. Cây này thì nó 10 thì cây kia nó có 8 nha quý cô chú. Dạ. Rồi 800 anh ha. Rồi cây số 3 lộc vườn Kiệt giao lưu là 800 nha. 800 thôi. Số chú nào mua một cặp thì Kiệt bớt lại ra 100. Rồi. Số 4 là một cây chiếu thủy da đen. Dạ, da đen. Cây này bệ đế thiên nhiên rất là đẹp chứ chú. Cây này về mình trồng lại nó vậy nè. Rộng xê. Cành này mình đạp cho nó phóng ra quýnh dài cành.
quýnh lã cây anh phóng là cây này nó hồn mây cái nó rất là đẹp. Dạ. Yeah. Rồi. Cây bây giờ thường thường ta quýnh dáng phóng rồi nó hồn như chơi lẹ rồi kiệt đôi chiều cao 20. Hoành nó được 25. Đường kính đế nó 25. Cây này đế là ba cào chứ không còn chín nút nghe quý cô chú. Rồi. Rồi, cây số 4 da đen nó lớn chưa thủy. Thiệt xin giao lưu là 600.000. Dạ. Số 5 là một em tùng là hán. Hôm nay có dạy lại tùng dạng này anh ha. Đúng rồi. Cây nhỏ nhưng mà liền lại cây nhỏ, nhỏ nhưng mà cây này thì nó đã ăn dây rồi. Về quý cô chú mình đặc chơi bậy nó cũng khá khá ha. Chi cành đầy đủ hết trơn nè. Số 5 hết trơn luôn á. Về mình sắp sửa dây lại ha, là có cây tùng bonsai đẹp. Quái. Sửa thôi. Cái này về quý cô chú mình khoân tay ra cái mình làm bông bánh lên là nó đẹp à. Chiều cao 30. Cái tán đổ nó là 49. Hoành thân như hoành thân nó 10. 10 thôi. Rồi cây thuần lâu hết chú. Về cây này thì bao sống khỏe ha. Và đối với Kiệt thì khỏe không khỏe gì chết, Kiệt vẫn thường. Rồi, cây la tùng la hán số 5 này Kiệt giao lưu là 600.000. 600 thôi. Đây có cây nữa. Đây tiếp theo là cây tùng la hán số 6. Yeah. Mà số 6 quan vọng giùm em mấy anh. Đó, đúng rồi. Chiều cao nó là 28. Hoành nó vẫn 10. Đường kính tán nó là được 56. Cái củ nó thì nắm tay gì nè quý cô chú. Dạ. Cái này thì nó có lửa nắng vài xương xương. Tùng mà lửa không nhầm gì đâu. Rồi giá như thế. Rồi cây tùng số 6 này vẫn là 600 ngàn. Cô chú nào mua cặp bán tuyệt đối luôn là 1 triệu. Dạ tiếp tục. Số 7. Một em một mực quế. Mùi quế dáng lão tử ha, tức là người ta thành gớt mấy cô chú ngoài miền Bắc kêu lão tử, kia cũng bắt trước kêu lão tử dáng lão anh hả. À, dáng lão. Số 7. Yo. Chiều cao nó là 35. Hoành 12. Đổ từ Vinh Ngọn xuống như vậy là 50 đi. Dạ. Yeah. Nguyệt quế hay Nguyệt quế, lá trắng bông trùm. Số 7 này thì vô lô 700. Đây, cái dòng này không ngờ cũng ít thấy nè anh hả? Một cây chiếu thủy kim rêu. Kim rêu. Kim rêu mà cái dòng này rêu này nó lai thì sao mà lá nó to nha cô chú chứ nó không có còn lá kim nữa. Dạ. Mà cây này thì tại Kiệt để cho nó thừa chơi thôi chứ vô dây rất đẹp rồi. Nó thừa cành thường thì thừa chi rồi. Rồi cây này để bàn của chú ơi. Cành rớt nè. Chiều cao nó là 27. Đường kính tán nó là 30. Thân nó là... cái giữa giữa ha, đoạn giữa cây huyết long. Nó nhỏ chín cái đầu huyết long to 10. Rồi. Số 8. 500. 500 thôi quý chú ơi. Về mình sắp mấy cái chi này kìa, chi này đều lắm. Rồi, đổi luôn anh ơi. Số 9. Cây này quýnh cành gớt rất đẹp nè. Rồi số 9. Cây này là nu gò công. Ủa này không phải, này nu mặt khỉ. Dạ rồi. Này nu mặt khỉ. Chiều cao nó là 80. Nu gì kệ nó, miễn nó nu nhiều là được hả này. Hoành nó được 16. Ở này gọi là tóm lại là chiếu thủy nu đi ha. Dạ. Hoành nó ngay cái cổ đế vậy là 35.
Cây này kiệt để cho nó thừa chứ về cô chú mình lặn một cái cành một ha. Đây đập một cành gớt 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 xuống đây, đây nó có ngọn đây, tay chi dằn lại đều đủ chưa? Rồi giá nhiêu đây? Rồi cây nu tùm lum số 9 700 ngàn. Rồi 700 thôi hả chú? Chơi cái thân nu không đủ tiền. Một em kiến. Chào Phúc Kiến. Cũng dán cành gớt vậy ha. Hôm nay nhiều dán cành gớt nhiều anh ha. Đúng rồi. Số 9. Số 9, cái nãy số 9 rồi mà. Này số 10. Rồi. Số 10. Giá 400 ngàn. Một cây Phúc Kiến ha. Không đâu rẻ bằng đây. Chiều cao 30. Hoành nó được 9. Cành gớt nó 30. Dạ rồi. Đơn giản vậy thôi. 600 rồi. Anh hả? 400 ngàn. 400 thôi. YouTube này thì nó còn tăng giá. Rồi đổi giúp em luôn. 11. Tới một số phôi ha. Phôi quái. Đây ha. Là cái này nó như con cào cào châu chấu vậy đó chú ha. Dạ. Cái này nó rất là đẹp mà tại kiệt để cho con chào cái giót này xấu chơi chứ. Cô chú mình lên một cái chậu chữ nhật rồi là nó viêm cực kỳ. Rồi số 11. 11. Nhiêu đây? 400 ngàn. 400 ngàn. Mà cho thủy da đen lá lớn. Da đen lá lớn. Cây này là nó chữ này giúp em luôn. Rất là đẹp à. Chiều cao em nó là 17. Hoành vị trí này 22. Cái chiều dài con châu chấu này 22. Rồi chị thôi 400 thôi anh ha. 400 ngàn 400. Số 11. Con kỳ quá trời. Rồi đổi luôn giúp em. 12 là sư ri. À được cái sư ri. Chơi một thân không anh hả? Sư ri cái này khéo á. Anh Kiệt đặc biệt sư ri với Hồng Ngọc Mai là anh lấy một thân luôn. Cái này nó đã thuần chậu nè quý cô chú. Dạ. Mấy cái dòng này chơi một thân thì nó sạch cây. Chiều cao nó là 22. Đường kính nó là 30. Còn cái thân nó thì bằng cái đầu to cái biết lông. Dạ rồi. Rồi dạ. Cây sherry số 12 này là 400. Dạ 400. 13. Bữa nay lão tử. Cành gớt không hả? Gớt rất là nhiều nghe mấy con chú. Vậy cành rớt, dán cành rớt không? Lá sắn bông chùm nữa. Lá sắn bông chùm. Đó, mình để bàn ha. Có giờ chiều cao nó là 28, hoành nó thì mà nhỏ 80 với cái đầu viết lông. Cái tán đổ nó xuống là 28. Dạ rồi. 13. Việc cuối số 13 này vẫn là 400. Đây, chùm hoa nó vẫn tiếp tục ra vậy nè. Đó, dễ thương. Rồi, đổi giúp em luôn. 14. Hey, nó nữa, gớt nữa nè. Định gớt nữa. Định gớt nữa. 14 là một em Linh Sam 86. Cái này, cái cọng dây này bởi chơi thôi chứ không có tác dụng gì nữa nghe chú. Lấy ra đi là nó... Cái này là nó không có còn dây gì chứ. Cái dây này nó cũng như cọng tóc, nó dính lên thân thôi. Chiều cao nó là 25. Cái cành gớt nó cũng là 25. Mình thân cái thân bằng... nó bằng cẳng cái. À nhưng mà được cái đế, cái rễ cũng khá thọc. Rễ nó nằm trong đây, nó gói nồi, nó cứ ngắt rồi quý chú ha. Về mình vô chậu quậy nhuyễn nhuyễn chơi. Cây 400 ngàn là có cây để chơi, cây này. 400 thôi quý chú ơi. Chuẩn bị hoa rồi đó. Cành đổ sáng gốc. Về tới nơi là cô chú mình được vô chậu là nó có hoa chơi luôn à. Rồi đổi giúp em luôn ha. Rồi cây số 14 là 400. 15 là một em dúi. Dạ em dúi. Chết mẹ rồi. Rồi nhiêu đây? Cây dúi này là giá 800 ngàn. 800. Báo giá trước cho chiều cao em. 49. Hoành thân nó 11. Đường kính tán nó là 38.
Cái này cái giá nó hơi cứng là lý do là tại mình đóng ship này nó nguyên cái thành phẩm nó đi nó phí nó cao lắm quý cô chú. Rồi 800 anh ha. Rồi, cái dúi số 15 này là giá 800 ngàn. Dạ. Rồi tới hàng phô dưới thủy ha. Cái phô này ha, cái phô này thì mình 16, nhanh hơn nha quý cô chú, rồi cô chú nào không gõ thì kết bạn lại. Dạ. Rồi bây giờ cái dàn phôi thì kiệt bán điều chi là 250 ngàn. Vậy đi cho nó nhanh lẹ. Cái dòng này là da đen lá lớn. Da đen lá lớn hết. Rồi chiều cao nó được 16. Hoành 14. Đường kính bầu dài 20, ngang 14. Đế này là đế sáp hết nha quý ông chú. Rồi 250. 16, 250. 17. Cũng vậy luôn. Tất cả mấy cây sắp đế này là đều một đồng giá. Chiều cao 20. Hoành 16. Còn đế nó về thôi khỏi đo hả chú ha. Dạ rồi. Rồi cây số 17. 250. Rồi tiếp tục. Số 18. Cây này đẹp nè. Cây này nó có cành một nó quýnh đoạn rắc nên là ra đủ đoạn ha. Chiều cao nó được 12. Cây này nó làm cây siêu mini được. Hoành như vậy là được 21. Hoành thân ở trên này được 10. Đường kính đế nó là 20. Rồi cây số 18 vẫn là 250. Dạ. Rồi cây số 19. 19 này anh mới cắt mới gọt không quý. Cái này là kiệt chét đây. Keo này là về quý cô chú mình chỉ chăm thôi. Cái keo này siêu liền thẹo kiệt mua hủ chút xíu như vậy là nó tới gần 300 ngàn. Chiều cao nó được 10. Hoành nó vị trí này 18. Cổ cũ nó về là 28. Còn đường kính đế nó thôi ha. Đường kính đế nó tính 20. Rồi cây số 19 này khoảng 250. Dạ rồi. 20. Cái này lắc được đoạn là kiệt chừa được. Cái này nữa mình lên đoạn lắc thì nó là đủ nha chú. 20. Mấy cái dòng này dễ chơi. Về cô chú mình nuôi chừng 2 năm là nó 70-80% rồi. Rồi chiều cao nó 12. Hoành nó được 15. Rồi cây 20 vẫn là 250. Rồi tiếp tục luôn. 21. Cây Nguyệt Quế. Nguyệt Quế nè. Cây này kiệt chừa vậy nè quý chú nữa. Mình quýnh lên cành gớt gớt xuống đây dựng đỉnh lại. Đây có cành đạp ra đây con tử. Ha. 21. Như đây 300 ngàn. 300 ngàn. Đo không anh? Hơi khỏi. Đo chứ không đo. Đo. Chiều cao nó là 39. Hoành nó 18. Thôi cái đế nằm chặt bẹt gì đo ăn gian không lắm. Khỏi đo ha. Khỏi. 21 giá 300 ngàn. Rồi. Tiếp tục. Đây là nhất trụ Bình Thiên. Cái này chừa lại ở đây nữa. Cô chú mình về quýnh cành gớt rồi cắt lại cho nó điềm đạm rồi ha. Cái nào cũng rớt. Rớt cái nào cũng rớt hết trơn á. 22. Cái này vẫn chơi cái giá show hand luôn đó, 250 ngàn. Chiều cao nó được 60. Thôi cắt làm cây mini của chú ơi. Hoành nó được 12, đó là tùy ý thích cắt của chú ha. Làm cây trực mini lấy siêu mini làm rất là đẹp luôn á. Dạ. Đường kính đế nó được 18. Lấy bộ đế này nè. Nhưng mà cây này mình chơi cây tông cao rất là đẹp nha chú. Dạ. Chơi cây cờ cũng được. 22 là cũng vẫn là giá 250 ngàn. Rồi hết hàng 250 rồi giờ tới hàng hơi lớn một chút. Đây dòng này kiệt đi được 50% đường ha. Dạ. 1, 2, 3, 4 mà cây thì nó già hơn kiệt. Kiệt mới 49 nó 50 rồi. Rồi. Già anh ha. Quá trời cái rồi cây 20, 23. 23. Nó có đây luôn, đặng chỉ cho quý chú luôn nè, nó có cái lỗ bể đó luôn. Cái này là cái hốc của cái cây chứ không phải là lỗ bể. Hốc anh ha. Cái hốc cây chứ.
Rồi. Cây này thì nó già dữ lắm rồi, nó lên cục hết rồi. Chiều cao nó là 22. Hoành thân đo xéo xéo gì chơi là 34. Củ đế nó vậy là 65. Đường kính tán nó là 40. 23, giá 1 triệu. Dạ. Rồi, tiếp tục giúp em luôn. 24 là em kim giòn, nó bị bể mặt cắt chút xíu này, nhưng mà nó xam nó sành này quý cô chú. Nó hết rồi đó, nó không có còn bể nữa đâu. 20. Học chết được. 24. Kim giòn. 300.000. 300 thôi ha. Chiều cao thân lớn nó 25. Quạnh gì là 17. Rồi 46 là nó quạnh cũ. Rồi cây 24 300.000. Dạ. 25. 25. Cái cây chung này là định hình hết nha quý chú. Nó 1 2 3 phong nằm trên. Thì hồi đó cái ông chủ ông lấy cái cây này nè, ông lấy cái này nó lỡ cỡ, nó không phong, phong không phong mà gớt không gớt, cho nên kịp bỏ lấy lại cái vàng này. Rồi, để cho nó sạch cây. 25. Thì mới vừa rồi là không cây này nè. Cây này là 24. Rồi, 25. Cây 25 này giá 700.000. 700 thôi chú ơi. Mấy cây này cũng được nuôi lâu lắm. Nó già dữ lắm rồi, nó dạ. Kéo mà cắt xàm hết rồi. Này kia cắt lại sạch là về cô chú mình dỗ nước nữa là nó mình có chơi à. Rồi chiều cao luôn, tới dưới dách này là nó 30. Quanh này cũng 30. Tổng cụm nó về là 64. Đường kính tán nó là 28. Rồi nhiêu đây anh? 700.000. 700. Rồi đổi giúp em luôn. 26. 26. Này nuôi mà cắt cái chỗ này bít luôn ha. Hai cái ngọn nó kéo bít luôn. Cái mặt cắt này ngay chỗ này nó có bị bể chút xíu không chú? Nè, mặt cắt nghe cốc 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 vậy là nó bị bể nè. Rồi. Nhưng mà về mình gỡ này ra sạch thì nó không có gì hết. 26 này là giá là 500.000. Rồi, đó luôn. Cây này dáng siêu siêu, cô chú mình trồng siêu siêu nè. Ha, nó ra tàn thiên nhiên rất là đẹp nha. Cũng 1, 2, 3 phong, nhưng mà nó hơi siêu gì để là mình quýnh cành siêu ra về nó không có hành cành gớt thì cái cây mình nó không bị lỗi. Chiều cao nó, thôi tới đây đi. 20. Hoành 22. Tổng cái cũ như vậy là 54. Ủa 58 nha. Rồi. Cây 26 này kiểu giao lưu là 500.000. Rồi, 27. Cây này cũng tâm cao mà cây này nó lắc mà nó nổi cơ bắp như Lý Đức vậy đó. Lý Đức giờ già hết cơ bắp rồi đó. Giống như tới mấy anh trẻ lên chứ. Dạ. Phạm con mắt nè. 27. 500.000. 500. Rồi. Chiều cao là 74. Anh đừng nói em mà cây này tông cao anh quánh cành gớt nữa nha. Quánh nó 20. Ý đồ là vậy đó. Rồi, quanh đế nó là 59. Yeah. Rồi, giá 500.000. Để vậy về con chú làm theo ý thích ha. 30. Cây này quá già luôn, cái da như da bằng lăng nha anh ha. Cây này cái da nó cũng như là ông già 90 tuổi vậy đó. Nó 1, 2, 3 gớt rồi là phong rồi là đủ hết nha con chú. Cây này nuôi lâu. Mấy cái cốt yeah. Cành này là nó bự hơn cái đầu huyết long rồi. Nó 80 dưới cái cẳng cái mình rồi. Chiều cao nó là 25. Quanh thân nó là 39. Đường kính nó là 39.
Dạ. Còn cái đế nó thì sao, cái bầu sao nó vậy ha, hơn 1 gan. Thì rất là dẻo cho nuôi cốt cành cũng to ha. Cái 28. 28. 28 này giá 1 triệu. 1 triệu anh ha. Rồi. Cái này về của chú mình nuôi 1 năm nữa là chơi được rồi ha. Rồi, tiếp giúp em luôn. Tới siêu phẩm gì nữa đây? 29. Da đen lá lớn mà nuôi riết nó còn gì nè chú ha. Còn lá chung luôn ha. Thành lá chung rồi. Dòng mà ép chậu lâu năm á. Cây này thì nó bẻ đó, bông bánh vậy là về mình chỉ có lên chậu đẹp là chơi thôi nha quý chú. Nó không còn ăn dây nữa đâu. Đài chậu lâu năm. Rồi kiệt đó, chiều cao nó là được 30. Ủa 35. 35. Quanh vị trí này 14. Đường kính tán nó là 50. Cây 29. Rồi nhiêu đây anh? Okay. 29 này là giá 700 ngàn. 700. Rồi tiếp tục luôn. 30. Cái này là nó cái này là cái mà cái cục này kia cũng không tả làm sao nữa. Nhưng mà chú trồng trong cái dĩa nó đang túa lên vậy nữa, chú mình làm mấy cái gừng lũm chủm này nè, 8-9 thân là mình chơi thôi. Gừng dinh thân thì chơi vậy thì cái cây này làm rất là lẹ chơi. 30 anh ha. 30. Giá 600 ngàn không chậu. Rồi. Rồi để kiệt đo. Chiều cao 18. Tổng cái cục này 54. Rồi, nhiêu thôi. 30 này là 600 ngàn. Dạ. Rồi, tiếp tục luôn. 31. 31. Vẫn cành gớt nữa. Rồi, tiếp tục. Cái này da đen lá lớn nữa nghe không chú. 31. Ảnh có nhiều chú thị. 600 ngàn. Cái này thì nó xả dây ra là nó ăn dây hết rồi quý chú. Chiều cao nó là 46. Quanh thân nó được 10. Cạnh gớt nó là 40. Dạ rồi. Rồi 31 600 ngàn. 600. Tiếp anh ơi. 32. Em này đẹp nè. Giờ đèn là lớn ha. Cái này đế rất là khá. Rồi dịnh quay luôn đi anh ơi. Hồi em dịnh nha. Được rồi. Cái này đế rất là khá luôn chú. 32. Rồi. Rồi kiệt đó chiều cao. 95. Quanh 24. Quanh tổng nó như vậy là 50. Rồi đế nó 125. Gọng xê rất là đẹp nha cô chú. Cái này là kiệt ý kiệt chừa trên đây gì nữa. Về cô chú quýnh gành gớt con tử nữa nè. Nhiều xuống con tử nữa ha. Nhiều đây anh. Rồi cây 32 này giá 1.200.000. 1.200.000. Dạ tiếp tục luôn. Tiếp tục là 33. Một em kim quýt Nhật. Cây này lá nhỏ nè. Nó định hình cành nhánh rồi nha quý chú. Cây này ghép hay là riêng? Cây này ghép. Cây ghép ha. Cây này là về cô chú mình vô nước dây chơi hoặc là để thiên nhiên gì nó vẫn đẹp. Cái dòng này thì gai nó sát thân thôi. Nhưng mà nó xiên trái. 33. 600 ngàn. Việc đo cái thân chủ rồi ha. Thân chủ nó được 22 mà nó vót ngọn lên tới gì là 92.
Hoành thân nó được 15. Rồi kim quýt 33. 600.000. Đổi tiếp luôn anh này. Ra ngoài này. Cây khế. Khế chua. Cái khế này thì dáng nó cũng quái lắm. Nó độc chiêu khế đau lắm. Cho nên cái cành này là kịp chừa là ý đồ nữa, quý cô chú mình về mình lận lại theo chiều gió nó luôn nè. Ha. Này cô chú mình lận lại theo chiều vậy nè. Nó phóng rất là đẹp. 33. 500. Dạ. Cái khế chua hay cái khế chua. Yeah. Cây này thì nó không tì vết nha quý chú. Chiều cao nó 36. Hoành thân nó được 15. Cái chiều dài con thú này tới cái đít nó là 14. Dạ rồi, 33 giá 500.000. 34 là cái dúi phôi. Phôi dúi. Ý không phải. Cây du. Cây du. Cây du thì kiếm cây to như vậy thì khó. Nhưng mà có một cái là nó không có đẹp gì hơn ai. Mình về cô chú mình có thể mình cắt gụng gọc lại là chơi quậy nó chơi ha. Cây du hả cô chú? Dạ. Cái tôi cây du. 34. 400.000. Về cắt lùng lực lại cho. Cây này cắt lùng lực lại cũng đẹp lắm cô chú. Quánh cái nét lũa trên này cũng được. Chiều cao nó là 30. Quanh nó được 36. Cũ nó, cái cổ cũ nó về là 50. Rồi 400. 400 ngàn luôn. Đây một hồi du nữa. 35. 500. Cái này thì cắt lấy cốt cành được. Cái này lấy cốt cành và lại mình chơi trực lắc cộng xê rồi ha. Tại vì cái cây chiều cao nó là 60. Hoành thân nó là 24. Rồi đơn giản vậy đi. Cây du phôi 35 này là giá là 500.000. Dạ. 36 một cặp. Một em nguyệt quế lá nhỏ. Và một em dành dành. Rồi thổi đô lên đây. Cây đó thì cao khoảng 2 tấc. Cây này thì cây nguyệt quế cao khoảng 20, không có 15 mà. 15. Mà nó ngang, bằng cái chiếc đũa thôi. Ngang 2 tấc. 20. Còn cây này thì nó bằng thẳng cái. Thấy không? Cặp này nó đơn giản như vậy thôi. 36. Rồi cặp 36 này 500.000. Cô chú nào mua nguyên từ cây cũng được nha. Dạ rồi. Đổi giúp em luôn. 37 anh em Hải Châu. Rồi Hải Châu. Cây Hải Châu này về tới nơi là quý cô chú mình chơi trong cái mùa trái này luôn nè. Bông dữ lắm bông. Bông như vậy là khi mình đóng gói nó rất là khỏe. Một cốt cái quý chú thân nó bằng đầu nhỏ cái biết lông. Chiều cao nó 55. Rồi đơn giản như vậy thôi. 30... 37. Cây Hải Châu 900.000. Bông nhiều ha cô chú. Bông này rất là nhiều rồi. Cây này về với cô chú mình sang chậu cái nữa là đúng thời đúng dịp nó ha. Là nó đậu trái rồi quên nó về. Rồi đổi luôn anh ơi. Cái lá nó thì rất là nhỏ nha quý cô chú. Nó đúng là gặt xong cầu riêng luôn nè. Rồi tiếp tục giúp em luôn. 38 là một em trung lá bầu. Cây này thì lý do Kiệt mới sang chậu thì cái lá nó gớt rồi là bắt đầu là nó sẽ lên lại là lá non nó búng lại rất là đẹp nha quý cô chú. Dạ, cây này cũng cây văn nhân cành rớt ha. Văn nhân cành rớt. Trung lá bầu ha. Thân cái, sạch sẽ. Cây này nó chơi nó cũng như là kim giòn vậy đó. 38 1.200.000. Dạ. Chiều cao nó là 38. Hoành nó được 8. Cành gớt nó 30. Rồi. Mặt tiền nó vậy nha quý cô chú. Dạ. Rồi.
1.2.000 một triệu 200.000 cây liên lạc sạch sẽ không tì vết luôn. Rồi thay đây là Kiệt sẽ chào hàng cho quý cô chú mình, khế là 350.000 một cây, thì cứ để như vậy là mình điếm số để nữa cô chú mình dễ nhận đó ha. 39. Dạ. Cây này thì nó không chậu nữa quý chú, rút kinh nghiệm Kiệt đóng chậu đi rồi cái nó bể chậu thì Kiệt nghỉ tặng. Nhưng mà bể rồi có một số chú người ta nói là cây vỡ chậu người ta không nhận. Giáp khế Mỹ. Nhưng mà cái chậu thì Kiệt cho không à, chứ Kiệt không tính nằm trong đó. Chiều cao nó được 13. 24. Đường kính tán 20. Rồi 39. Mỗi cây là 350, cô chú mình thích cây nào chọn số giúp Kiệt thôi ha. 40. Cao tới ngọn gì luôn là 26. Hoành tổng nó về là 23. Hoành nhỏ về là 11. Đường kính 26. Rồi 40 này cũng vẫn là 350.000. Cây 41, 42 nữa thôi nha. Rồi chào với quý chú hai cây nữa thôi. 41, tất cả khế này là cái rễ khế chua ghép khế nhật đang bông hết nè. Dạ. Quý chú. 41. Bữa nay nói chuyện hơi lanh hả mà. Chiều cao nó 19. Rồi hoành tổng gì 22. 41. Đang hoa là cái dòng này nó tới đâu là nó hoa tới đó quý chú. Cũng vẫn là 350.000. 42. Cũng là cây cuối cùng. Cái này nó quái quái thú làm sao đó ha. Rồi. Chiều cao nó là 28. Hoành nó được 10. Tổng về là 21. 42. Rồi vẫn là 350.000. Rồi cuối cùng thì Kiệt cũng xin cảm ơn quý cô chú đã ủng hộ trong thời gian qua. Rồi cuối cùng thì Kiệt xin kính chúc sức khỏe quý cô chú trong một ngày đầu tuần. Kiệt xin kính chào quý cô chú. Hẹn quý cô chú mận thì Kiệt đang để ra hoa ra trái, cô chú nào ok thì Kiệt lựa Kiệt cho luôn. Rồi, con xin chào và hẹn gặp lại quý chú ha.